Nói sai cũng phải nói. Nhiều khi nói xàm cũng phải nói. Nói xàm luôn. Nhiều khi nói chuyện xàm luôn. Nhiều khi nói chuyện có vui mẹ nói, gì đâu. Nói xong rồi không hiểu mình đang nói gì luôn. Hả? Nói xong rồi không hiểu mình đang nói gì. Cũng có, lúc đó cũng có, tại nói nhiều quá. Nhưng mà những cái nói đó mình biết làm gì không? Cho nó câu giờ. Thay vì hồi đó khách người ta đến đây đông quá, mình cứ ngồi nói chuyện miệt mài sân khấu. Thí dụ người ta đang mệt, người ta cũng nghe, người ta bực tức mình, người ta nói trời má này nó hoài, nhưng mà ta quên đi cái mệt, người ta quên đi cái chờ đợi, hiểu chưa? Giống như người ta ngồi nói nhiều quá. Bọc không? Lúc nãy giờ chụp ảnh khoe răng không à? Chị. Đi chụp hình hả chị em, chụp hình. Ngồi mua bánh đi em. Chấp. Ừ. Trứng lâu quá. Trứng đang điểm trọng. Mấy phần á? Hồi nãy chị này tới trước nè. Mấy phần chị nghe. Rồi 2 phần cứ ngồi đó chơi đi, nó đợi nó đem qua cho. 2 phần. Đó. Bây giờ mọi người mà muốn hả làm gì làm, cứ việc mọi người nghe lời em. Thí dụ mà mọi người ghé qua đây, mọi người cứ việc ghé qua đây chơi. Không có các thi thì mọi người biết đó, có những món xung quanh ăn xung quanh đó, à, đầy đủ hay chưa? Hấp dẫn hay chưa? Nhưng mà Sài Gòn thu nhỏ. Trời ơi là trời, đưa tiền cho nó kìa. Được, ngồi đi. Trời ơi, con ngồi tới chiều khuya cũng được nữa. Ngồi đại đi, không sao đâu. Mấy bịch? Có thuê, có mất tiền mặt bằng đâu. 2 bịch. Đúng không, có mất tiền mặt bằng đâu. Ở đây được cái anh Hổn thương á, canh cho vô đây ở ké, làm ké, bán ké. Cho nên mình không có vấn đề gì nhiều. Cho nên mình cứ việc mình làm đúng trách nhiệm mình thì thôi. Mọi người biết hả? Thực sự bán hả? Bán không? Khách là người ta mua, người ta đem về, mua người ta đem về. Ở bên đó mua đem về không á. Đó, đúng không? Con các thi mà bây giờ các thi phải sắp lịch lại, giống như ngày chặn á là mình ở bên đây, ngày lẻ là qua bên chi nhánh mới, ngày chặn là bên chi nhánh cũ, ngày lẻ là bên chi nhánh mới, cứ như vậy, cứ tiếp tục như vậy hình thành, tới đâu tính tới đó. đi lại đây review ăn cái món của hến đó. Lấy đi ngồi chơi lấy đây có gì trả tiền luôn nè. Lại đây ngồi chơi. Ủa, chị ăn hú qua cớt hả? À? Lùng chị ăn hến hả? Thôi để em mua em ăn cho. Rồi, chị ngồi chơi đi. Lấy một phần. Lựa cái xương xương cho em nha. Không phải là lựa xương mà lựa sụn. Dạ, các ngồi chơi đi em có ăn không? Bên kia cũng có ăn, ở đây là chị thích nhất là những món như sau nè. Mì hến, hủ qua cỡ, rồi không thôi là cơm Ấn Độ. À, bánh trứng trước hay là cơm? Cơm Ấn Độ đó, là bánh trứng đó. Có cơm. Dạ má con nói rất là rõ hai câu đó, Tuyết Nhi à. Tuyết Nhi. Chị nói rõ rất là hai câu đó. Dạ được rồi anh. Dạ, em quên, trời ơi, hèn chi. Trong cái tâm của em còn để ý nha, em bị thiếu cái gì? Em đi qua bển mà em bị thiếu cái gì? Trời ơi, tức dễ sợ. Em... bà nướng cà tím. Mà tôi còn nhớ là bà hứa với tôi. Tôi nói không phải là hứa, mà tôi còn để quên cái gì ở đây nè. Mà không nhớ gì. Có ai nói với tôi cái gì nè, ngày mai. Trời ơi, tôi đi một cái bùng trộn, bây giờ tôi nhớ ra bà hứa cái cà tím cho tôi. Cái thi quên. Nhưng mà trong bụng nó còn cái gì đó bồn chồn là biết là mình đang có một cái điểm sai gì nằm đó. Mà không bao giờ nhớ lại. Không bao giờ nhớ lại. Chỉ còn cái khách nhắc mới nhớ. Cho khách nhắc mới nhớ. Dạ, giúp giùm em. Em làm biến lột tôm á. Bây giờ lại đây ngồi chơi. À, anh tô của chị Kim Anh tính em nha. Tính tiền cho em. Ăn hả? Ăn lại đăng kêu đi, lại đăng kêu đi. Để con kêu. Anh ơi. Hả? Ở Huế. Nhưng mà cái gốc gác của nó là Huế, nhưng mà được pha trộn vô chung. Được pha trộn vô làm người miền Nam mình. Anh ơi.
Anh, cho em thêm một tô mì ớt nữa. Mẹ, mẹ chưa ăn gì hả? Sáng giờ cô đến đây mới ăn tô hủ tiếu buổi sáng. Trời ơi, tôi nghiệp tôi chưa. Mẹ có dán tiền á mọi người. Ba cũng chịu quậy lắm, chịu nhí nhai nhí nhạnh lắm. Ba cũng trẻ trung lắm. Dễ thương lắm con. Trời ơi. Ủa mấy em ở đâu? Ninh Thuận. Em ở đâu? Em Hà Tĩnh nhưng mà em từ Hà Nội vào đây. Chắc bay vào đây phải có công chuyện gì? Có một chút chuyện nhỏ thôi. Một chuyện nhỏ thôi, chủ yếu là đi chơi qua bên tôi là chính à. Tôi biết ngay mà. Tôi hiểu mấy người lắm. Mấy người đừng có nói dối tôi nhiều. Tôi nhìn không, mấy người vào, tôi vào để thăm lại Sài Gòn thôi. Thăm lại. Không, nhưng mà đợi đây từ 12 giờ trưa để tôi gặp chị luôn á. Gặp tôi luôn phải không? 12 giờ trưa. Đúng rồi. Cô làm chứng. Giờ đó là giờ biết giờ gì không? Giờ Linh á. Cho nè em. Không này cô chơi. Ồ dạ, rồi ok. Cho em. Dạ cho em một tô của cô. Tô của chị. Tô của chị Kim Anh. Rồi tô với lại của bà mẹ, tô của em tính em phải không? Rồi, chị đó. Cô đang ăn gà không à? Rồi. Chị Tiên có ăn không dạ? Đó. Con đến hồi mấy giờ quên rồi. 12 giờ á. Cô đến đây hồi 19 giờ. Là 12 giờ gặp con. Vâng. Mọi người biết á. Cho mẹ mượn cái ca coi. Mọi người biết á. Trong cái món ăn á là cái thi hảo nhất là mì hến bên mình nè. Đúng rồi. Cô cũng biết ăn mì hến suốt mà em hết ăn bún rồi. Đúng rồi cô, suốt ngày cô ăn này. Trời ơi, cái bụng của các thi nó mất dạy lắm. Thiệt, cái bụng nó hỗn láo lắm. Nó ăn mà không vừa miệng ha, nó ăn mà không đúng ý nữa hả. Chúng nó dí, trời ơi là trời, bà nội ơi, đu lên cây mà nó còn tọt tọt nữa. Thiệt. Sợ lắm. Cái gì? Duyên á. Anh ơi, cho em miếng đường nghe. Anh! Mày ơi! Cho em miếng đường. Cho em một miếng đường nha mày ơi. Đường đem ra. Là cái tông bình thường có lẽ hay hơn. Ôi! Cho em miếng đường. Lấy ra ăn bán rồi đem ra. Chị, ta thử cái chân có rớt đàn ông xuống chị. Đồ, không có nói vậy. Tự nói tôi chùm ở đây không được. Dân hồ. Thôi ơi, mô Phật làm quá. Người ta chửi tôi à. Đừng. Đừng. Trời ơi là trời. Người mang tiếng cười cho mọi người. Năm bịch bánh tráng kìa. Cái gì vậy mẹ? Mấy bữa nay tôi đi bà nhớ tôi không? Ba không hết cháu. Không có liên quan. Không liên quan tới cái câu hỏi luôn á. Con cứ gì đi, con cứ gì là bắt mua. Ai nó hỏi là coi mấy người này coi nhớ cô Thi không? Ờ. Người ta hỏi mấy bữa nay cô nhớ không? Thì nhiên. Ủa sao hai cái live stream kỳ vậy? Nói mẹ các Thi. Hai cái ly chim nè. Bán số bận hết. Trời ơi, lại nói số nữa, tôi đang bắn tay nè. Hai cái ly chim luôn lần sau. Con gọi cô ơi. Con ngồi đây luôn ha. Rồi. Mà em với bạn bán có bạn nhận không? Cho miếng dầu muốn. Cho miếng dầu muốn. Mấy dầu muốn em bị lắm. Có ghê rồi mở lại. Không phải, nếu tôi làm gì đó, tôi có hai cái ly. Hả? Giờ review Facebook hả? Không có review đâu, ngồi ăn rồi cho người ta biết cái món nào ngon ngon cái mình giới thiệu cho người ta. Tại vì làm sao làm người ta cũng quen cái hình ảnh các Thi. Ủa con vô đây. Con vô luôn nha cô. Con vô luôn nha. Con ăn gì chưa, ai chưa? Con chưa, con ăn từ từ. Con của con nó nhỏ ấy nên là. Thấy nhiều mà. Trời ơi. Nhỏ nhỏ mình quay. Ở nơi đây, kính chào mọi người đang đến kênh YouTube Diva Cát Thi Official. Đó.
Quay giùm các Thi coi. À. Ok. Dáng mong... ngồi cũng nữ tính thế ha. Trời. Người ta chào quá trời giờ. Sao? Chào. Hello mọi người. Hello mọi người đang đến kênh YouTube Diva Cát Thi Official. Mọi người luôn luôn chia sẻ giùm cho Cát Thi để Cát Thi luôn luôn phục vụ cho mọi người qua những chương trình nha. Và mọi người nhớ hai địa điểm giùm cho Cát Thi. Cái bên địa điểm cũ là 1005 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, từ hẻm 1005 đó chạy thẳng vô quầy qua hai cây cô cụ đúc. Nhìn bên tay phải có công ty dự án đường thủy, chạy lên tí xíu khoảng 50m thì mọi người thấy cái một cái hàng tôn xanh, mọi người lũi vô trong đó là thấy cái động bánh tráng trộn nha mọi người nha. Còn mọi người qua chi nhánh 2 là 1112A Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8. Bên đó là bên chi nhánh. Bên chi nhánh luôn luôn bán đầy đủ các loại bánh tráng để phục vụ cho mọi người. Mong mọi người ghé qua bên đó. Và đặc biệt vào buổi tối thì mọi người thấy trước cửa đó có một cái sân trường rất là mát mẻ. Thì mọi người cứ việc ghé qua đó rồi ngồi uống cà phê hoặc là ăn bánh tráng với lại cùng Cát Thi nha mọi người nha. Thì mong mọi người chia sẻ và ủng hộ dùm cho Cát Thi. Luôn luôn chia sẻ để Cát Thi luôn luôn phục vụ cho mọi người. Trên tinh thần tình thương mến thương, nhân ái, lá lành đùm lá gách đùm lá nát đùm lá thúi đùm mấy má BD nha. Cười khóc gì mẹ? Cười gớt trong mắt á. Rồi, bắt đầu vô cái tô mày. Rồi. Cát Thi uống thì uống ngọt, mà ăn thì phải ăn dừa thôi. Cười khóc gì? Chồng bà hả? No. Chứ ai vậy? Bà. Bạn gái hả? Cục vàng. Ăn không? Đó. Mong mọi người chia sẻ cũng như là ủng hộ giùm cho Cát Thi để Cát Thi luôn luôn phục vụ cho mọi người nha. Đó. Review đi chị. Nay chị ăn gì này? Đó, người ta nói từ đầu mùa tới cuối mùa rồi mẹ. Mẹ mì hến. Ê nè ên hến hến nặng sắc quyền hến. Nặng sắc quyền hến. Ừ. Bây giờ mình phải đọc vậy á. Người ta mới thấy mình mà một cái nhân vật đặc biệt, hiểu chưa? Chuyển cho sâu rộng về ngôn từ Việt Nam đúng không? Anh chán nè anh chị ơi. Mong mọi người chia sẻ giùm cho Cát Thi nha. Để Cát Thi nếm thử coi. Tính chán đúng không? Nãy giờ chị nuốt vô bụng luôn, đó chị nếm. Bà bớt chả treo đi. Mì hến ngày hôm